sai rồi, vậy thì có cách nào để bố mẹ có thể dạy cho con em mình một cách đúng đắn nhất và tiếp cận về vấn đề tài chính một cách đúng đắn nhất ạ? Em có tìm hiểu thì có thể là tất cả mọi người đều biết đến tỷ phú Warren Buffett. Thì ông cũng tiếp cận đến vấn đề tài chính từ rất sớm, từ năm 6 tuổi thì ông đã kiếm tiền, đã biết cách kiếm tiền bằng cách là bán kẹo cho các bạn cùng lớp chẳng hạn. Và có một dân tộc nữa là rất là nổi tiếng về cách dạy con, đó là dân tộc của người Do Thái. Thì họ có cái quy tắc dạy con đó là tiết kiệm là 5 cái lọ. Có một cái câu chuyện rất là hay, đấy là trong một gia đình thì có họ cho tiền cho người con trai đó trong vòng một tháng là 10 đô và họ dạy cho con họ là tiết kiệm vào 5 cái lọ để phân chia tiền ra. Thì 5 cái lọ đấy thì có ghi tên là lọ từ thiện này, lọ tiết kiệm, lọ đóng thuế, lọ đầu tư và lọ chi tiêu. Phân bổ tiền ra theo hàng tháng như thế để con họ sẽ tự nhận diện được là đến cái tháng đó khoản tiền nào tiêu như thế nào thì họ sẽ biết. Vậy thì các anh chị cũng tất cả đây đều có con rồi thì có thể chia sẻ về cách dạy con hay để cách con có thể tiếp cận đến vấn đề tài chính. Xin mời chị Linh. Thì mình may mắn là mình cũng có chị con để dạy chị vấn đề tài chính và cũng rất là hứng thú với việc là cùng các anh nhỏ khám phá những cái câu chuyện hay là những cái tri thức về tài chính. Thì nói là dạy thì mình nghĩ là nó cũng sẽ hơi đo to búa lớn quá, bởi vì là chúng ta cũng đâu đó như anh Tuấn Anh nói là đâu đó là cũng có một đứa trẻ trong chúng ta. Thì ví dụ như là về lý thuyết hay là về những cái kinh nghiệm hay là ở đâu đó là chúng ta đọc được rất là nhiều, nhưng mà sau đó về là mình đi từ những cái lý thuyết đấy đi đến thực tế áp dụng vào trong cái việc mà chúng ta điều chỉnh cái thói quen về tài chính hàng ngày của bản thân chúng ta là những người lớn ấy, thì nó cũng đã gặp khó khăn rồi. Còn bây giờ lại là các em nhỏ nữa, chúng ta không thể nói là con ơi mẹ giới thiệu cho con cái nguyên tắc 5 cái lọ xong con tự tìm hiểu đi rồi mẹ cho con 10.000 con chia vào 5 cái lọ ấy đi, thì mình không thể tiếp cận đối với các em nhỏ như thế được, mà mình sẽ cùng phải là mình giống như là một cái người ở bên cạnh mình cùng các em cùng các con là 5 cái lọ này thì tại sao con lại để vào cái lọ dành cho mục đích từ thiện, tại sao con lại để vào trong cái mục đích tiết kiệm, rồi tại sao con lại để ở trong cái mục đích chi tiêu là như thế này. Thì mình sẽ phải rất là tỉ mỉ và là đi từ cái bước nhỏ nhỏ như thế đối với các em, thì nó nên bắt đầu từ cái nguồn gốc là tại sao là mình cần có 5 chiếc lọ và cái việc mà để vào cái hành vi vào những cái hành vi đấy nó có cái nguồn gốc như thế nào. Nhưng mà cái câu chuyện là sau khi mình đã tại sao xong rồi thì mình cũng không thể nào mà mình bỏ bẫng đi được, và mình cũng phải là hàng ngày là mình phải nuôi dưỡng, mình cũng phải theo dõi những cái thói quen của con, cũng như là mình có những cái hành vi để mình cổ vũ cho các bạn ấy, để các bạn ấy giữ được cái sự nhiệt tình và cái lửa lúc ban đầu mà khi mình hứng thú bắt tay vào một cái kế hoạch tài chính. Hoặc là khi thoảng là mình cũng phải có những cái công cụ hay là những cái động thái kỹ thuật mà có thể là khiến cho các bạn ấy rằng là vẫn nuôi dưỡng được những cái hạt giống mà ban đầu mình có thể là mình gieo và mình tưới tẩm cho các bạn. Thì như thế thì nó mới hình thành được một cái thói quen từ cái thuở nhỏ, chứ không nên chỉ dừng lại là mẹ có 5 chiếc lọ mẹ để đây xong rồi con tự làm đi. Thì đối với các bạn nhỏ thì nó cũng sẽ rất là khác, và mình sẽ cần phải cả một cái quá trình nuôi dưỡng và đi cùng với các bạn ấy như thế. Người lớn mình thì cũng sẽ cần đồng hành, nhưng mà các bạn nhỏ thì mình lại còn cần phải đặc biệt hơn là khi mà mình đã đưa ra một vấn đề thì mình cần đi cùng với con để giải quyết toàn bộ và triệt để những cái vấn đề đấy. Có thể là cũng sẽ không cần những cái hành động đa to búa lớn đâu, mình cũng chỉ cần là những cái hành động nhỏ nhỏ hàng ngày thôi. Như hôm nay con làm việc nhà thì con được trả công, là mình cũng chỉ nói là hôm nay con làm việc nhà thì mẹ rất là vui bởi vì mẹ được trả công cho con từng ngày số tiền. Thế thì nếu như vậy thì con định là mình sẽ để vào cái phần nào và tại sao con lại để vào cái phần đấy. Thì cái câu chuyện hàng ngày nó cũng sẽ liên quan đến cái việc con kiếm được tiền con để vào đấy là tại sao. Thì như thế là khi mà mình chia những cái hũ giống như là câu chuyện của cha mẹ Do Thái ấy, thì là các con hàng ngày cũng được gieo vào những cái hạt là lý do vì sao mình lại để số tiền này vào với cái mục đích này, và mình sẽ khám phá được những cái lý do mà nó cao đẹp hay là những cái lý do nó cần thiết ở trong đấy. Thì mình đi cùng với con cả một cái chặng đường dài thì con sẽ có những cái thói quen hay là những cái tư duy đúng đắn. Và để làm được cái vấn đề đấy thì em nghĩ là mình cũng sẽ phải cần rất là cái sự đồng hành và cái sự kiên trì đối với các con trong cái câu chuyện. Em thấy là có nói về cái sự đồng hành ấy, vậy thì có một câu hỏi là bao nhiêu tuổi thì dạy con là cách tốt nhất để con có thể học hỏi về cái vấn đề tài chính này ạ?
Theo chị thì cũng cái câu hỏi này thì chị cũng đã trăn trở một thời gian là bao nhiêu tuổi thì mình nên dạy con về tài chính, về tiền bạc hay là về các thói quen. Thì cũng có nghiên cứu rất là nhiều sách, thì cũng đâu đó là các sách vở cũng chỉ ra là cái độ tuổi các con nên tiếp cận bắt đầu từ 3 tuổi bằng cái hình thức là có thể là phân biệt các loại tiền như tiền giấy, tiền xu hay là cái gì đấy, thể gieo vào đầu con những cái khái niệm đầu tiên về tiền. Thì thực ra thì trong thực tế ấy, thì có khi bây giờ các bạn nhỏ ấy, là các bạn ấy lại còn lanh lợi và còn cái độ nhận biết nó lại còn vượt xa cả cái mốc 3 tuổi cơ. Có khi em bé 1 tuổi, 2 tuổi mà đưa giấy đưa tiền ấy, có khi là vô thức rồi đấy là em đã nhận tiền rồi chứ không có nhận cái tờ giấy kia. Thì có những cái lý do mà mình cũng không thể nào mà mình giải thích được tại sao mà con trẻ có thể có những cái thứ nó nhạy cảm như thế. Thì cho nên là cái câu chuyện, cái bài học anh rút ra ấy là đừng có chờ đến cái độ tuổi nào cả. Cứ có cơ hội thì mình cứ giáo dục con, rồi mình gieo vào đầu con những cái gì đó. Bố mẹ truyền. Hay là đấy là gen bố mẹ truyền vào. Lúc mà thực ra mình cũng không có làm trong thực tế, nhưng mà lúc mà mình nghiên cứu thử cái đề tài này thì phát hiện ra một điều rất là interesting là các bố mẹ Do Thái, đúng không? Rõ ràng bây giờ chúng ta không thể phủ nhận được gia tộc Do Thái là thành công thật, đúng không? Chúng ta không phủ nhận điều đó, nhưng mà lúc mà người ta bảo là dân tộc này thông minh nhất thế giới, nhưng mà mình nghĩ chưa hẳn điều đó đúng đâu. Mà nó thông minh ở chỗ là cái cách họ dạy con từ bé, tức là nó thành một cái thói quen từ nhỏ đến lớn. Và cái dân tộc này vì nó do cái yếu tố lịch sử nó bị thách thức quá nhiều rồi, cho nên tự dưng là các cái yếu tố về trí tuệ, nghị lực và cái đức tin của nó cực lớn, đó mới là cái thứ quan trọng, chứ không phải là cái trí thông minh đâu. Và khi mình đọc mình tìm hiểu á, là cái độ tuổi mà các bố mẹ Do Thái dạy con là từ lúc không tuổi luôn. Tức là lúc mà các bà mẹ mà mang bầu á, là các bà mẹ rất có ý thức dạy cho con về các con số rồi, đúng không ạ? Tức là họ coi đó là một cái yếu tố tính toán liên quan đến chuyện tiền bạc. Cụ thể là các bà mẹ chơi giải trò chơi ô chữ rất là nhiều trong lúc mang thai này. Đó thì ý là nếu mà chọn một độ tuổi thì không có tuổi nào luôn. Thế thì xuất phát là từ cả chọn chồng luôn, ví dụ chồng chuyên toán này. Thế thì em hiểu là vì sao là con của các ông bố bà mẹ làm kế toán thì có xu hướng về số và rất là nhạy số. Không biết mọi người thấy chứ anh ở trong cái riêng cái đoạn đấy thì anh trong xu thế ngược lại, ra không ngược lại theo cái hướng là cái hướng đấy xa, và ngược lại có một cái góc nhìn cũng khác. Cá nhân anh chia sẻ cái gia đình mình, từ bé thì anh đào tạo con anh một cái khái niệm là ví dụ như là khái niệm trái tim nhân hậu. Thế thì tại sao nói chuyện chủ đề này là bởi vì thế này. Quan điểm của anh là này, tiền nó là cái tiền, khi mà mình hiểu nó là một cái phương tiện để mình khi mình phương tiện để con người đạt được đến một cái giá trị gì đó, thì cái giá trị sau đó của cái việc chi tiêu tiền ấy nó thật sự rất rất là quan trọng. Khi mà lần đầu tiên mà nhà mình đưa trẻ con đi từ thiện ấy, thì luôn lần nào sau khi tiền về mình cũng sẽ hỏi lại con mình là cái giá trị của con là sau cái buổi này con nhận được cái điều gì. Thế nhà mình có hai đứa trẻ con, một đứa nhận thức cực kỳ tốt, cùng là một cặp bố mẹ nhé, một đứa từ bé mình đã cảm thấy trong đó là nó có một cái trái tim rất là như đó. Thằng con trai là thứ hai thì mãi sau chị nó phải đến tận mấy năm rồi mãi nó chưa có được gì cả. Thế là hôm vừa rồi nó ra cửa, nó đang đi giày, nó tâm sự ba con đã biết là trái tim nhân hậu là cái gì rồi. Thế ý anh nói ở đây mọi người là giáo dục trẻ con thì là mỗi một đứa trẻ con lại một khác. Đấy là ngay kể cả trong cùng một gia đình, cùng một bố mẹ mà với một cái nỗ lực hàng ngày để giống nhau, gọi là để đưa cái khái niệm trái tim nhân hậu vào cho con cũng đã rất là nỗ lực. Tức là muốn nói đây là, tức là phụ huynh không chỉ là mình không nói là cái việc mà phụ huynh biết là một chuyện, nhưng mà phụ huynh ở mình nói vừa nãy là đưa cái đấy vào cái câu chuyện hàng ngày nói chuyện với trẻ con, đấy là một câu chuyện rất rất là quan trọng. Và cái câu chuyện rằng là cá nhân anh không cổ suý cái chuyện rằng là theo hướng tây học quá, có nghĩa là
tính toán này rồi lên bảng cân đối rồi kiểu như lớp 6 thì gõ luôn được cân đối thu chi xong rồi cân bằng kế toán gì đó chẳng hạn như thế. Cái đó cũng là một cái hướng mà được, cũng hướng đấy nhưng mà nó hơi bị quá mechanic, hơi bị quá về mặt kỹ thuật, nó hơi bị quá về mặt cơ học. Còn một hướng khác tức là khi mà từng cái đồng tiền, bởi vì trẻ con nó không phân biệt được tờ to tờ nhỏ đâu, nên là ví dụ bé xíu nó làm sao phân biệt được tờ to tờ nhỏ, 500.000 với cả 10.000 đối với nó như nhau à? Mọi người có thể tin rằng là mọi người có thể tặng cho đứa trẻ con một cái hộp đồ chơi kiểu My Kingdom đắt vài triệu so với chuyện Tuấn Anh tặng cho đứa trẻ con một cái bộ kiểu như là card mà chơi Pokemon nó vui như nhau à? Nó không phân biệt được. Bởi vì sao? Bởi vì người lớn bị stuck ở cái phân biệt, tức là nó đắt hay nó rẻ, trẻ con không nghĩ như thế, trẻ con là vui thôi. Thế là ý là thế thì vậy thì cái giá của cái đồng tiền mình bỏ ra với cái value, cái giá trị mà mình được nhận lại được thật đấy, cái perceive, cái nhận định của trẻ con là rất khác. Nhưng mà người lớn thì không tôn trọng điều đó. Người lớn đi tổ chức một buổi như kiểu là đi sinh nhật ấy thì thấy là ok, nhà này là đối tác kinh doanh của mình phải kiểu mua cái gì đắt đắt. Sau đấy trẻ con nó không chơi. Trong khi có khi chỉ cần ngồi với nó một xíu thôi, nói chuyện với nó một chút, xem nó thích cái gì, thì có khi cái trò chơi hoặc là ngồi chơi với nó một chút thì tự nhiên cái vật dụng đấy nó giá trị hơn hẳn. Ngày xưa mọi người biết hết mà, ngày xưa mình có những cái đồ chơi mà nói chung là thật ra quy ra giá trị đến bây giờ thì kiểu súng cao su hoặc cái gì đấy thì chắc là quá thể là rẻ luôn, nó không có cái gì cả. Thì quan điểm của mình rằng là khi mà giáo dục tài chính thì đồng ý, tức là một quan điểm của mình là một nửa là một số học đại loại, một nửa là cân đối rồi là này nọ cộng trừ và toán, nhưng một nửa còn lại tức là để mà các con có động lực, tức là sau này nó động lực nó tự đi được, tức là nó phải biết cái trao đổi đấy, tự tạo ra động lực cho chính bản thân mình. Thế chính là trẻ con phương Tây rất mạnh ở cái điểm đó, tức là trẻ con phương Tây khả năng tự ra quyết định. Đấy, VNX cũng đang rất là mong muốn điều đó, và VNX rất là mong muốn điều đó, tức là làm thế nào để nhà đầu tư cũng có khả năng tự ra được cái quyết định.